Hello, xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV nha. Lời đầu tiên xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả mọi người. Kính thưa quý cô bác anh chị, là như chúng ta cũng đã biết là cái câu chuyện đang dậy sóng cộng đồng mạng hiện nay đó là liên quan sự việc cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng vạch trần tố cáo cái ông Lang Băm. Thì trong quá trình livestream lên tiếng á, thì ban đầu á thì cô Hằng có nhắc đến đám nghệ sĩ là những cái người bốn người mà từng được ông thần y dởm này chữa trị á, cũng nhờ họ lên tiếng để cho cộng đồng, cho xã hội, cho khán giả được biết và thức tỉnh, không còn mơ hồ về một cái ông thần y Lang Băm nữa. Tuy nhiên thì đến giờ phút này thì bốn người đó vẫn im lặng một cách rất là kỳ lạ. Trong đó thì có nghệ sĩ Hoài Linh là người được thường xuyên được cô Hằng chăm sóc rất là kỹ. Hầu như là livestream nào là cô Hằng cũng nhắc tới nghệ sĩ Hoài Linh, mà rất bất ngờ vẫn là im lặng, hay là chơi chiến thuật là im lặng là vàng đây. Nhưng mà không hiểu sao thì mới đây là có chị Hà My là nói là vợ của Hoài Linh gì đó thì lên tiếng là nói là ông Hoài Linh ông đang rất là buồn, nói chung là ông khóc luôn hay gì đó, rồi tiết lộ là nói lúc đó là không biết là ông thần y nào ông lừa đảo, rồi không biết ổng là một cái lương y giả. Thì bây giờ biết rồi thì anh Hoài Linh là một người rất là kinh nghiệm xử lý trong các trường hợp có khủng hoảng về truyền thông, là một người cũng lớn tuổi rồi chứ bộ, U50, U60 rồi, thì cái việc này thì cứ lên mạnh dạn lên nói thôi, chứ cái đâu thể nào mà nhờ một người mà tự xưng là nói là vợ rồi xong rồi lên tiếng như vậy được. Ở các trường hợp khác thì im lặng là vàng là được nha, nhưng mà ở trường hợp này là biết cái ông này, bây giờ biết ông này là lừa đảo rồi, là lương y dởm rồi, thì bây giờ phải lên tiếng thôi, không lên tiếng thì coi như là đồng lõa với cái xấu rồi. Pháp luật á, nhà nước chúng ta thì chúng ta cũng đã biết rồi, là khuyến khích người dân tố giác, tố cáo tội phạm, mà nghệ sĩ Hoài Linh là một người của công chúng nữa, nói chung là cũng phải là gọi là cây đa, cây đề, cây cổ thụ gì đó, theo như ca sĩ Trịnh Tấn Vĩ nói đó, là tầm ảnh hưởng rất là lớn trong giới nghệ sĩ, rồi khán giả thì rất là đông, trang Facebook thì trên 12 triệu người, rồi kênh YouTube thì trên 1 triệu người, đạt được nút 1 triệu rồi trong thời gian sớm nhất đó. Quay lại cái chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là như chúng ta cũng đã biết rồi đó, thì đang lùm xùm về mối quan hệ giữa nghệ sĩ Hoài Linh và thần y dởm. Cộng đồng mạng, khán giả đang rất là phản ứng rất là mạnh mẽ. Đùng một cái thì cái ông Điền Quân ổng công bố là Hoài Linh sẽ ngồi ghế nóng chương trình game show Thách Thức Danh Hài. Sau khi mà có thông tin này thì thấy là đa số mọi người rất là bức xúc. Ngay cả bà Hằng bảo lên livestream bà cũng nói mà Thách Thức Danh Hài chẳng khác nào là thách thức cộng đồng. Tuy nhiên thì mới đây là bất ngờ, không biết là do có biến gì hay không, hay là do dịch Covid đó mà cái chương trình này đã thông báo là tạm dừng như sao. Rồi trước đây chúng ta cũng có thông tin là ở Cần Thơ là coi như là thí sinh không có đến đầy đủ nên cũng dừng luôn. Bây giờ là chính thức dừng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn rồi. Thông báo tạm hoãn casting Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 5 năm 2021, thân gửi tất cả thí sinh, ban tổ chức casting Thách Thức Danh Hài xin trân trọng thông báo lịch casting ngày mai ngày 23 tháng 5 năm 2021 tại Hồ Chí Minh sẽ bị hoãn lại. Ban tổ chức sẽ sắp xếp lịch casting lần 3 và thông báo lại sau với tất cả các anh chị, cô chú và các bạn tại fanpage Thách Thức Danh Hài. Cảm ơn tất cả mọi người và cả nhà thông cảm cho sự bất tiện này. Ban tổ chức casting Thách Thức Danh Hài. Như chúng ta cũng đã biết thì cái chương trình này là sau khi mà công bố Hoài Linh là giám khảo mùa thứ bảy á, thì rất nhiều người bức xúc, và không ngoại lệ cái trường hợp này là thông báo dừng thì có rất nhiều khán giả đã vô bày tỏ cái quan điểm của mình. Bạn Hồng Minh bình luận như sau: ban giám khảo có Hoài Linh nên thay người khác đi, nếu không chương trình lại khổ à. Bạn Minh Hồ bình luận như sau: thích Khương Dừa, mưa ủng hộ sầu riêng, Khương Dừa quận 8, thấy làm chương trình này thua kiếu từ. Bạn Minh Khang bình luận như sau: đến giờ này mà ban tổ chức chương trình TTDH là Thách Thức Danh Hài vẫn còn giả ngu ngơ hay gì mà vẫn chọn cho Hoài Linh làm giám khảo nhỉ, tôi chính thức tẩy chay TTDH. Bạn Lâm Chí Cường bình luận như sau: tục cảm xúc rồi,
dừng luôn đi, coi chừng lỗ nặng, khán giả còn ai xem. Bạn Lục Bình bình luận như sau: TTDH, thảm rồi bạn Khương ơi, không đổi HL xem như dẹp luôn. Bạn Quỳnh Sơn nè, bạn này nói nha, hơi bị dài, hơi bị nhiều nè. Hoài Linh đang dính bê bối, mọi chuyện chưa giải quyết xong. Hiện giờ thần tượng Hoài Linh đang nhạt nhòa trong mắt nhiều fan hâm mộ. Nghe đâu Hoài Linh sắp làm giám khảo thách thức danh hài. Xin cháu xem xét lại tư cách, đạo đức của Hoài Linh nhé. Bạn Nghiệp Quyên nói như sao? Chương trình bô bổ từ mùa trước, khi năm chú tiểu là quán quân. Bây giờ thì mời Hoài Linh làm giám khảo, trong khi đó ông Hoài Linh là tay sai của thằng Hoàng Yên. Nói thật, chương trình nào có Hoài Linh, đừng bao giờ tôi xem. Một gương mặt hèn hạ, cộng thêm cái lũ nghệ sĩ khác, Hồng Dân, Đàm Vĩnh Hưng, Hoa Hạ, dẹp cái bọn này đi. Nếu không có chị Hằng, cái lũ này nó tàn nhẫn cỡ nào. Nhất là thằng khốn nạn Võ Nằm Yên và Hoài Linh. Trời ơi, chửi luôn hả? Khí thế quá vậy. Ở đây là cũng xin nói thêm về cái câu chuyện liên quan đến năm chú tiểu, năm chú đái á. Thì chắc là nhiều người cũng chưa nắm. Tại cái câu chuyện này là mình cũng nắm rõ mà mình đi từ đầu vô câu chuyện này gần 2 năm nay rồi. Đó là cái việc mà liên quan đến cái chương trình này là cũng đưa cái thông tin là những cái đứa bé ở Thiền Am bên bờ vũ trụ á, đó là năm chú tiểu, rồi là trẻ mồ côi. Tuy nhiên thì sau khi mà cơ quan chức năng người ta vô xác định điều tra đó, người ta công bố đó, thì ở đây là không phải là trẻ mồ côi gì hết, và cũng không phải là nơi tu hành gì hết, nên cũng không phải năm chú tiểu luôn, là một nơi là giả sư trục lợi, rồi giả trẻ mồ côi để trục lợi thôi. Rồi có thông tin là rất là ghê, đó là hiện nay là có thông tin là người sống trong đó lên công bố là nói là ở đây là có trẻ em loạn lưng,